gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc hoàng kim, hội tụ đông đảo Hoa hậu, Á hậu của cuộc thi qua các thời kỳ. Chương trình do đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng với những tiết mục do các cựu Hoa hậu và dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 thể hiện đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Tất cả các Hoa hậu sau một cái quá trình phấn đấu và trưởng thành thì tất cả các bạn đều đã rất là thành công ở các cái công việc và các cái sự nghiệp mà các bạn đã chọn cho mình. Phương rất là mong sau này sẽ có nhiều dịp hơn nữa để các Hoa hậu có cơ hội được gặp gỡ, được giao lưu cũng giống như là những cái người con trong cùng một mái nhà. Khi được hội tụ lại với tất cả các Hoa hậu khác, được trở lại tâm sự với các chị và được hoài niệm với những cảm xúc đã qua, một cảm giác rất là vui, cực kỳ là vui luôn. Sự trở lại của các Hoa hậu, Á hậu sau một thời vắng bóng đã tạo nên sức hút đặc biệt cho đêm gala, ghi dấu ấn quan trọng trong hành trình tìm kiếm và tôn vinh nhan sắc Việt. Thấm thoát đã là năm nay là 30 năm Hoa hậu Việt Nam và với Diệu Hoa là 28 năm được trao vinh miện Hoa hậu. Thời gian thì trôi qua quá nhanh vì chẳng mấy chốc là năm nay đã là 30 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Và đối với Diệu Hoa thì là 28 năm Diệu Hoa được trao vinh miện Hoa hậu. Khi mà Diệu Hoa được đăng quang Hoa hậu thì danh hiệu Hoa hậu đã đem lại cho Diệu Hoa cũng rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1988 được ví như là một trái bom có cái sức công phá rất là lớn. Cuộc thi đã thu hút được cái sự quan tâm của đông đảo công chúng sau 30 năm đăng quang. Bích Phương rất là tự hào về con đường mà Bích Phương đã trải qua. Hoa hậu Việt Nam, cái âm thanh đó nó làm cho mình có một cái cảm giác là nó không phải là niềm tự hào cá nhân Huyền nữa. Pháo hoa bắt đầu bắn lên đó, thì mình cảm giác là cái vai của mình nặng, bởi vì nó là một cái hạnh phúc quá là lớn đối với một cô gái 19 tuổi. Thật khó tả, vừa hạnh phúc, sung sướng. Cho đến giờ phút này thì Kiều Anh vẫn cảm thấy là cái câu chuyện đó vẫn mới như là xảy ra ngày hôm qua. Có thể nói là không thể tưởng tượng được một giấc mơ mà thậm chí cái người trong mơ người ta chưa kịp tỉnh dậy thì người ta đã phải đối đầu với rất là nhiều những cái vấn đề, những cái trách nhiệm. Nhưng một điều mà Ngọc Khánh nghĩ rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đem lại cho các thí sinh, đặc biệt là Vương Miện Hoa hậu, đó là động lực để hoàn thiện mình tốt hơn. Mình không phải chỉ sống cho mình còn sống với trách nhiệm của một cái Vương Miện Hoa hậu. Hoa hậu Việt Nam đối với tôi không phải là một gánh nặng. Hoa hậu Việt Nam trước Vương Miện đối với tôi là một vinh dự. Thảo rất là may mắn. Bởi vì Thảo được đón nhận một cái tình yêu cũng như là sự quý trọng rất là lớn từ công chúng. Từ đó mà Thảo luôn cảm thấy là mình rất là phải luôn cố gắng rất là nhiều, đưa mình vào một cái lối sống chuẩn mực và giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn. Và quan trọng nhất là mình trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp Việt Nam, biểu tượng cho những người phụ nữ Việt Nam, có những rất là nhiều niềm vui. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều những thử thách. Hoa hậu thì cũng mang lại cho mình những thuận lợi như là mình được nhiều người biết đến, cảm thấy là có áp lực và mình phải phấn đấu, rèn luyện bản thân, học hỏi để sao cho xứng, thật sự xứng đáng với danh hiệu mình được trao tặng. Là người đại diện cho nhan sắc của phụ nữ Việt Nam, từ những cái ước mơ nhỏ bé ngày xưa thì bây giờ mình có cơ hội được thực hiện những cái ước mơ đấy và mình lại mong muốn một cái ước mơ to hơn, một cái gì đấy nó lớn hơn. Danh vị Hoa hậu Việt Nam giống như đôi cánh đã đưa mình đến những chân trời mới. Khá nghĩ tuổi trẻ là cái giai đoạn hoàn thiện bản thân, mình cứ mạnh dạn theo đuổi những hoài bão của mình và đừng ngại khó khăn, thử thách, vì đó giúp mình thêm kinh nghiệm sống, cho mình bản lĩnh và vững vàng hơn. Với cái danh hiệu Hoa hậu này thì nó đã giúp cho Ngọc Hân trưởng thành rất là nhiều, và nếu như mà không biết và lao động và đóng góp cho xã hội bằng những cái hành động, những cái giá trị thật thì cái danh hiệu mãi mãi chỉ là phù du thôi. Những tháng năm còn mãi, những phút giây tôi được vang danh khắp nơi. Khi mình đã được đặt cái vương miện Hoa hậu thì mình phải luôn luôn nghĩ rằng là trong suốt cả cuộc đời mình phải luôn luôn làm thế nào để mình hoàn thiện, để mình xứng đáng với cái vương miện đấy. Thế muốn gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả các em là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Chúc các em có một kỳ thi nhiều kỷ niệm và đạt được thành tích tốt nhất có thể.